Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi chúng ta bắt đầu buổi nói chuyện, xin quý vị nào có mong mang theo phone tay, cell phone, cellular phone, xin quý vị hoan hỷ tắt dùng. Vị nào không biết tắt thì nhờ người tắt. Và trong khi chờ tắt phone, và Pháp Hòa đãi lao lại chúng bằng một bài hát. Em chưa từng thấy Phật, em chỉ biết hình thôi, nhưng có nghe cô dạy Phật thì ở trong tâm, Phật thì ở trong tâm, ở trong tất cả. Nếu ai sống cho muôn người thì Phật hiện muôn nơi. Em chưa từng thấy Phật, em chỉ biết hình thôi, nhưng có nghe Thầy dạy Phật thì ở trong tâm, Phật thì ở chư tôn đức tăng ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 21 tháng 12 năm 2013, chúng ta đang ở tại Như Lai Thiền Tự. Vừa rồi chúng ta làm lễ dân đăng cầu nguyện cúng dường nhân ngày khánh đản của Đức Phật A Di Đà là 17 tháng 11 âm lịch. Và giờ đây sau khóa lễ chúng ta có một buổi sinh hoạt Phật pháp với nhau. Thì lời đầu tiên Pháp Hòa muốn hỏi thăm là chiều nay quý vị có khỏe không? Quý vị có an vui không? Bữa nay làm nail đắt không? Thưa đại chúng, hồi sáng á, Pháp Hòa có thưa với đại chúng là tịnh độ tông không giống thiền tông, là có sự truyền thừa từ người trước đến người sau. Và bên thiền tông truyền thừa từ thời Đức Phật Thích Ca dài xuống cho đến Lục Tổ Huệ Năng ở Trung Hoa, tổng cộng gồm 33 vị. Và thường á, trước khi muốn truyền cho người sau thì người trước thường có một đôi điều thử thách hay một bài kệ để lại, giống như là ấn chứng để cho cái vị kế tiếp nối cái y bát của mình. Riêng tông tịnh độ thì không có giống như vậy, mà chỉ căn cứ vào cái quá trình phát triển có công truyền thừa pháp môn niệm Phật, từ đó người ta tôn làm tổ, và tổng cộng là có 13 tổ. Bên thiền tông thì 33 vị, bên tịnh độ tông thì 13 vị. Mà trở thành một tông đặc biệt, chúng ta gọi là tịnh độ tông, mãi khi ở bên Trung Quốc mới lập thành. Chứ còn pháp môn niệm Phật
thì vốn đã có từ thời của Phật, mà người xưa ai cũng phải niệm Phật hết. Giống như hồi sáng mình học vậy đó, không niệm Phật thì niệm Pháp, không niệm Pháp thì niệm Tăng, không niệm Tăng thì niệm Giới, không niệm Giới thì niệm Thí, không niệm Thí thì niệm Thiên, gọi là lục niệm. Ai cũng có thể niệm Phật. Nhưng khi mà Phật giáo truyền đến Trung Quốc thì các vị bắt đầu lập ra một cái tông. Tông là gì? Tức là tông chỉ, tức là cái đường lối của cái tông này phát triển về một cái gì đó. Thí dụ như người ta tâm đắc kinh Pháp Hoa, diễn giảng kinh Pháp Hoa, tu theo kinh Pháp Hoa, truyền bá kinh Pháp Hoa. Mà nhớ là truyền bá Pháp Hoa chứ không phải Pháp Hòa. Thì thường như vậy thì có một cái tông gọi là Pháp Hoa Tông. Rồi thí dụ người ta tâm đắc kinh Hoa Nghiêm, truyền bá kinh Hoa Nghiêm, diễn giảng kinh Hoa Nghiêm thì gọi là tông Hoa Nghiêm, tức là lấy cái kinh Hoa Nghiêm làm cái tông chỉ. Và ở bên Trung Hoa đã chia như vậy, tổng cộng là 10 tông. Mà những cái tông phái này thì người ta phát triển một cái pháp môn mà người ta tâm đắc. Chẳng hạn như về giới luật gọi là luật tông, về duy thức gọi là duy thức tông, về tam luận tông, vân vân. Thì ở đây quý vị phần lớn ai cũng niệm Phật và nhận mình là người tu tịnh độ tâm, tức là niệm Phật. Nhưng mà thật sự tu theo Phật là tu theo Phật, đến cái chỗ tột cùng thì không có tông có phái gì hết. Nhưng mà ở chữ tông ở đây không có phải để chia cách, mà để làm rõ cái mục tiêu của sự tu hành, vậy thôi. Cho nên mình là một người đệ tử Phật thì chúng ta trân trọng các pháp môn của Phật. Pháp môn nào cũng có thể hướng dẫn chúng ta tu học được hết. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ đó, mình biết trì chú, mình biết niệm Phật, mình biết ngồi thiền là mình ba tông rồi đó. Niệm Phật là tịnh độ tông, trì chú là mật tông, ngồi thiền là thiền tông. Giờ người đó ta đến ta nói xin thầy sư cô chỉ cho tôi ngồi thiền, mình cũng có thể chỉ được. Thầy nói bây giờ con tâm trí con không có được an ổn, con có nhiều cái buồn lo, có bài chú nào dạy cho con tu, mình dạy ta trì chú cũng được. Trì chú đại bi, trì chú chuẩn đề. Cái người kia bệnh tật nhiều quá, dạy trì chú đại bi, ví dụ vậy đó. Nghiệp chướng nặng nề thì trì chú thất Phật diệt tội, hay là chú tiêu nghiệp vãng sanh, vân vân. Cho nên mình là một cái người bác sĩ giỏi, một người dược sĩ giỏi, là chúng ta có một giỏ thuốc. Ai cần thuốc gì mình tặng thuốc nấy và không chấp thuốc. Mình dạy người ta tu hành phải hỷ xả. Xả là không có chấp, mà mình cứ chấp pháp môn này pháp môn kia là mình sai rồi. Tịnh độ tông á thì cung kính Đức Phật Di Đà làm vị cha lành, chúng ta thường gọi là vị giáo chủ ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta mong rằng khi chúng ta mất đi, tức là bỏ cái thế giới ta bà này, chúng ta về đó. Ngày xưa trong kinh sách Tịnh Độ thì không có nói đến cái ngày đản sinh của Đức Phật Di Đà. Nhưng mà tại sao bây giờ chúng ta lại lấy cái ngày 17 tháng 11 làm cái ngày đản sinh của Phật? Nó có cái nguyên do là ở trong 13 vị tổ của Tịnh Độ thì đến cái vị tổ thứ 6, đạo hiệu của ngài là Diên Thọ, ngài ở Vĩnh Minh, cho nên chúng ta thường gọi ngài là Tổ Vĩnh Minh và đạo hiệu là Diên Thọ. Thì một hôm có một vị vua đến gặp một vị ngài Vĩnh Minh và nói rằng chúng con đang sống trong cái thời mạt pháp, rất là nhiều những cái khổ lụy,
chẳng hay có một vị thánh nhân nào có thể chúng con nương tựa được không? Thì ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ là tổ thứ 6 của Thiền Tông á, ngài mới nói rằng có một vị hòa thượng ở đây, ông đó là một vị Phật, tổ Phật tái sinh ở cõi này đó. Ông vua đó nghe như vậy chạy tới vị hòa thượng đó đảnh lễ ngài và nói rằng: con xin đảnh lễ và cúng dường và xin thăm ngài, bởi vì con biết ngài là một vị cổ Phật tái sinh do hòa thượng Vĩnh Minh đó giới thiệu. Vị hòa thượng đó nghe xong đó, cái ông đó, tức là ông về thầy Vĩnh Minh đó, Vĩnh Minh hòa thượng ngài Duyên Thọ đó, ổng là Phật Di Đà hóa sanh mà ổng còn giấu nữa. Thì ông vua nghe như vậy rồi mới chạy đi kiếm lại hòa thượng Vĩnh Minh. Thì lúc đó ngài Vĩnh Minh viên tịch rồi. Thì từ đó người ta mới nghĩ rằng, người ta tin rằng vị tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông là ngài Duyên Thọ Vĩnh Minh á, là hóa thân của Phật Di Đà. Thôi bây giờ sẵn chúng ta cũng không có ngày biết được cái ngày kỷ niệm đản sinh của ngài, thôi mình lấy ngày sinh của ngài Duyên Thọ làm ngày khánh đản của Phật Di Đà. Kể từ đó chúng ta mới có cái ngày âm lịch là 17 tháng 11 âm lịch làm ngày khánh đản của Phật Di Đà. Nhưng mà thật sự ra cái đó mình không biết, không có kinh điển căn cứ, chỉ căn cứ vào cái lịch sử của ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ, vị tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông. Ngày sinh vào ngày 17 tháng 11 âm lịch, lấy cái ngày đó làm ngày kỷ niệm của Phật A Di Đà. Cho nên mỗi năm chúng ta kỷ niệm ngày thì chúng ta sẽ hiểu một chút vì sao chúng ta có được cái ngày này. Vì Đức Phật A Di Đà không xuất hiện ở cõi ta bà của chúng ta, mà chúng ta biết ngài là qua sự giới thiệu của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca chỉ giới thiệu cho chúng ta biết rằng ở thế giới phương Tây có một Đức Phật hiệu là A-di-đà, ngài là một vị cổ Phật. Rồi giới thiệu vậy nhưng mà bởi vì ngài không ở cõi của mình cho nên đâu có ngài sinh, đâu có xuất gia, đâu có thành đạo giống như là Đức Phật Thích Ca đâu. Đức Phật Thích Ca sinh ở cõi đời của chúng ta, cho nên chúng ta biết rõ ngày sinh của Phật, rồi xuất gia ngày nào, thành đạo ngày nào, chuyển pháp luân như thế nào, độ người như thế nào. Lịch sử của Đức Phật Thích Ca nhiều hơn, bởi vì ngài ở ngay cái cõi đời của mình. Còn riêng Đức Phật Di Đà thì qua một sự giới thiệu. Thì hôm nay đại chúng vân tập về đây để kỷ niệm ngày khánh đản của Phật A Di Đà. Thì Pháp Hòa nói thêm chút để quý vị nào chưa được biết cái ý nghĩa ngày sinh của Đức Phật mà cũng cùng hiểu được cái lịch sử này. Hồi sáng này chúng ta có học một cái bài sám mà thường chúng ta thường tụng trong các kinh Nhật tụng, và đặc biệt là chư vị tu niệm Phật thì ai cũng đều biết cái bài sám này. Bài sám này có tên là Sám Khể Thủ, và tác giả của bài sám này là Tổ Liên Trì. Ngài là người viết cái bài sám này. Và Ấn Quang Đại Sư, tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông, cũng đã tán thán cái bài sám này rất nhiều. Hồi sáng này chúng ta mới học được có một đoạn rất là ngắn thôi. Thì quý vị nào mà hồi sáng chưa có mặt đó, thì Pháp Hòa giải thích cái đề tựa Khể Thủ, nghĩa là cúi đầu kính lại, dập đầu một cách hết lòng. Chữ thủ là đầu. Thí dụ như người nào mà đi thi á, mà đậu số 1 ta kêu là thủ khoa. Đó, thủ khoa tức là người đó đậu được cái bảng đầu tiên, giống như là mình đậu được cái hạng nhất vậy đó. Thì cái chữ thủ này là đầu. Thủ dĩ, dĩ, vĩ là cái đuôi. Thủ là cái đầu. Thiêu thủ cấp. Thì bây giờ mình á, lấy cái đầu mình lại sát đất thì gọi là khể thủ. Giống như Pháp Hòa mình viết thơ cho ai trịnh trọng trong đạo với nhau đó, ký tên ở dưới mình để chữ khể thủ, có nghĩa là xin chắp tay cúi đầu kính lại, gọi là khể thủ.
Thì cái bài sám này á, là do Tổ Liên Trì Ngài viết lên. Và trong cái bài sám này á, không phải chỉ tha thiết cầu sanh tịnh độ, mà nó còn nói lên được cái chí nguyện tu hành của mình. Hồi sáng mình đọc được một câu là: khể thủ Tây Phương An Lạc Quốc, tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư, ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanh, duy nguyện từ bi A Nhiếp Thọ, đệ tử chúng đẳng phổ vị tứ ân tam hữu, pháp giới chúng sinh cầu ư chư Phật, nhất thừa vô thượng bồ đề đạo cố, chuyên tâm trì niệm A Di Đà Phật, vạn đức hồng danh, cầu sanh tịnh độ. Hồi sáng mình học tại đó đó. Thì đại ý cái câu này, quý vị nghe lại cái bài sáng thì sẽ biết. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa nói cái ý là: con niệm Phật không phải chỉ tự lợi cho mình, mà còn có một cái ước nguyện là vì mọi người, cho nên gọi là lợi tha. Cái gì mà tự lợi cho mình thì chúng ta gọi là tự lợi. Có lợi ích cho người khác chúng ta gọi là lợi tha. Mà người tu á, muốn thành tựu được cái chỗ viên mãn rốt ráo thì phải thực hiện đủ ba điều: tự lợi, lợi tha, thì cái sự giác ngộ của mình mới viên mãn. Viên mãn ở cái chỗ là chúng ta sống không chỉ biết mình mà còn phải biết người. Biết người thì gọi là lợi tha. Lợi tha có nghĩa là mình làm lợi cho người khác. Ví dụ như là mình tụng một thời kinh xong, mình cầu nguyện cho mình phải không, là tự lợi. Nhưng mà cuối cùng mình cũng cầu cho người này người kia, cầu cho pháp giới chúng sanh đều thành Phật đạo là lợi tha. Tự lợi, lợi tha. Tự giác, giác tha. Đến khi nào giác hạnh viên mãn thì gọi là làm Phật. Cho nên ở trong này mới nói: con đệ tử chúng đẳng phổ vị tứ ân tam hữu, tức là con nay khắp vì bốn ơn ba cõi, pháp giới chúng sanh cầu ư chư Phật. Không có cầu cái khác, cầu nhất thừa vô thượng, tức là cầu làm Phật. Và chúng con niệm Phật ngày hôm nay không phải để tự lợi cho mình, mà vì lợi cho pháp giới chúng sanh, trong đó có bốn ơn ba cõi. Cho nên mình niệm Phật á, hồi sáng và có thưa đại chúng, niệm Phật có bốn cách. Miệng niệm ra tiếng thì gọi là trì danh niệm Phật. Nhìn hình Phật để niệm, để tâm không tán loạn, thì gọi là quán tướng niệm Phật. Nhắm mắt lại tưởng nhớ hình ảnh của Phật là quán tưởng niệm Phật. Đến khi nào tâm mình lúc nào cũng có câu niệm Phật là thật tướng niệm Phật. Cho nên nhớ về nhà đó, mình có thể ứng dụng bốn cách này. Hôm nào mà trong nhà mình có người chưa thoải mái lắm thì không cần phải trì danh niệm Phật, nhắm mắt lại quán tưởng niệm Phật. Mình niệm Phật mà tự lợi mà chưa lợi tha, ta nghe mình niệm ta bực, phải không? Cho nên phải biết lúc nào phải trì danh, lúc nào quán tướng, lúc nào quán tưởng. Mà được như vậy là mình niệm Phật viên mãn. Mình niệm Phật làm sao mà người ta nghe, người ta cảm thấy nhẹ nhàng, thì là tự lợi, là lợi tha. Mà trong lòng của mình có thanh tịnh, có bình an thì mình niệm. Thí dụ như bây giờ người ta mắng mình câu, thì mình nghe lời Phật nói, thay vì mình trả lời lại đó, thì mình niệm Phật, nhưng mà nhớ niệm trong tâm thôi. Đừng có niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, chửi nữa đi, chửi nữa đi, Nam Mô Di Đà Phật. Cái đó là mình mượn câu niệm Phật để mình nói sốc người ta. Cái đó là cũng không tự lợi mà cũng không lợi tha, bởi vì câu niệm Phật đó nó không xuất phát từ cái tự nhiên thanh tịnh của mình. Nó không xuất phát từ cái thật tướng niệm Phật của mình, mà chúng ta chỉ muốn mượn danh Phật để mà chọc tức cái người kia. Cho nên cái đó chưa tự lợi mà cũng chẳng lợi tha. Cho nên mình niệm như thế nào, giống như mình tụng một thời kinh, tụng mà cái âm thanh của mình nó nhẹ nhàng, nó thi thiết, thì nó làm cho lòng người nghe kinh phấn khởi. Cho nên gọi là Phật là quê mẹ kính yêu, kinh là những tiếng sáo diều trong con. Mình làm sao để những cái lời kinh đó nó thăng trầm, nó nhẹ nhàng ở trong lòng của mình. Như nãy đại chúng niệm Phật vậy đó, niệm rất hay, niệm đều đặn, niệm thi thiết, niệm nhẹ nhàng,
Đó là niệm lấy danh hiệu trì danh của Phật, nhưng mà từ cái tâm thanh tịnh của mình. Đó là chưa nói là mình lấy cái sâu chuỗi mình niệm Phật để cho tâm mình tịnh, gọi là sổ châu niệm Phật. Mình bước từng bước khoan thai để niệm Phật, gọi là kinh hành niệm Phật. Rồi mình lấy hơi thở của mình, thở vô mình a di, thở ra mình đà Phật, gọi là sổ tức niệm Phật. Niệm Phật có nhiều cách lắm. Hôm nào mình mệt, mình không niệm ra tiếng được, cứ ngồi yên niệm Phật. Đừng sợ Phật không nghe. Có nhiều niệm, niệm tới rác cổ rồi mà vẫn cứ tiếp tục niệm cho lớn, hỏi sao vậy, sợ Phật không nghe. Không, cho quý vị cứ niệm Phật theo cái sức khỏe, cái khả năng của mình. Bây giờ mình tiếp tục cái đoạn trong cái bài sám này. Hữu dĩ nghiệp trọng phước khinh, chướng thâm huệ thiện. Lại vì nghiệp nặng, chữ nghiệp trọng á, chữ trọng là nặng. Phước khinh là cái nghiệp của con thì nặng, cái phước của con thì nhẹ. Nghĩa là nghiệp trọng phước khinh. Chữ nghiệp là gì? Nghiệp là cái gì mà chúng ta thường làm, nó kết thành một cái thói quen thì gọi là nghiệp. Như vậy thì chúng ta có nghiệp thiện và chúng ta có nghiệp ác. Thí dụ như niệm Phật thường xuyên cũng là nghiệp, nhưng mà nghiệp thiện. Mở miệng ra chửi bậy cũng là nghiệp, mà nghiệp xấu. Như vậy thì quý vị để ý trong đời sống hàng ngày của chúng ta, ai cũng tạo nghiệp. Nhưng mà có chánh niệm thì chúng ta tạo nghiệp thiện, không có chánh niệm thì tạo nghiệp xấu. Bây giờ nghiệp tạo từ đâu? Từ đâu mà chúng ta tạo nghiệp? Nghiệp tạo qua ba đường, ba cách để tạo nghiệp: thân, miệng, ý. Thân, miệng, ý. Nếu thân sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, đó là nghiệp xấu của thân. Nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời dụ dỗ, đó là nghiệp xấu của miệng. Tham, sân, si là nghiệp xấu của ý. Bây giờ ngược lại, chúng ta tu là chúng ta chuyển nghiệp, lấy cái thập ác chuyển thành thập thiện. Nhớ không? Mình tu là chuyển. Chuyển cái gì? Chuyển cái ác thành cái thiện. Cho nên mình tu á, là sửa cái tâm, chỉnh cái tướng là vậy đó. Ví dụ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Thí dụ như mình có thói quen là thấy chuối thì chúng ta lấy chúng ta ăn. Nhưng mà cái thói quen của chúng ta là lột trái chuối ra cầm ăn, không đẹp. Ăn chuối là phải bẻ làm hai, không có cầm nguyên trái cắn. Người mà nhẹ nhàng ở trong chùa nữa đó, là lột trái chuối bẻ làm hai và lấy cây muỗng sắn từng miếng ăn, chứ không cầm trái chuối cắn. Vì ăn chuối mà cầm cắn cả trái là thô, không có oai nghi, không có đẹp. Mà khi chúng ta theo cái thói quen là lột trái chuối cái vừa đưa lên miệng cái nhớ, để xuống bẻ hai ăn, chuyển nghiệp. Quý vị hiểu ý không? Đó là chuyển nghiệp. Mình mới vừa tức ai vừa đưa lên tay về định chỉ, cái thấy ba ngón chỉa lên mình, nhớ trực lại. Mình đưa một ngón mình chỉ người khác thì ba ngón khác nó đang chỉa lại mình. Thôi quay vô đây chuyển nghiệp. Cho nên tu là mình chuyển nghiệp. Và nghiệp chúng ta có ba chỗ để tạo: thân, miệng, ý. Và chính cái thân, miệng, ý này nó tạo nghiệp xấu mỗi ngày. Mà đại chúng để ý coi có phải không? Mình tức ai có nhiều khi không nói thì hành động, mà không hành động thì thốt ra lời. Có nhiều người giận nó bắt đầu nói ngọt, nói ngọt nhưng mà nghiến răng. Có nhiều người giận thì nói thô, tức là chửi mắng người khác. Cho nên nghiệp của chúng ta thì rất là nặng, còn phước chúng ta thì quá mỏng, quá nhẹ. Chướng thì nó sâu,
thiện thì nó mỏng. Quý vị để ý có phải không? Hằng ngày của chúng ta nghiệp trọng phước khinh. Chữ khinh này không phải là khinh thường. Chữ khinh này là chúng ta, thí dụ như mình nói tôi khinh thường anh, tức là tôi coi nhẹ anh lắm. Tôi coi nhẹ người khác cho nên tôi cái chữ khinh thường. Giờ trong cái trường hợp này là chúng ta cái phước của mình đó, nó rất là ít, nó rất là nhẹ. Còn cái nghiệp mình nó rỉ, nó trì xuống. Cho nên gọi là nghiệp trọng phước khinh. Chướng thâm, cái chướng của mình đó. Bây giờ chướng nó có mấy cái chướng? Trần duyên bệnh tật. Thật ra chướng có 5 cách, có 5 thứ chướng. Thí dụ như bây giờ á, mình ở một cái nơi chốn mà sự tu hành mình không có thuận lợi thì gọi là pháp chướng. Rồi tự thân của mình cũng nhiều cái tật xấu gọi là nghiệp chướng. Rồi mình sống trong một cái hoàn cảnh mình thường gặp những cái điều không lành gọi là sanh chướng. Nhưng mà đó là chưa nói là mình buồn ngủ nha. Đưa phim Tàu coi không sao hết, phim Hàn Quốc coi không sao hết, mà bắt đầu vô nghe kinh là buồn ngủ. Mở cuốn kinh ra là bắt đầu nó ngáp. Mở băng giảng lên thầy mới nói hôm nay là ngày cái mình khò, hôm nay là ngày khò. Đó là chướng thâm huệ thiện. Cái chướng mình nó thâm lắm, tức là nó dày lắm. Thí dụ như là bây giờ mình nói căn bản mình có 2 loại chướng. Trần duyên chướng tức là gì? Tức là những cái trói buộc ở bên ngoài. Thí dụ như mình muốn ăn chay, ăn có ngày 2 ngày mà người nhà mình đó, nói tới nói lui, nói sóc nói xuyên, làm cho mình khó chịu vô cùng. Đó là trần duyên chướng. Mình mới vừa bắt đầu vô tụng kinh cái bắt đầu có người kiếm chuyện: cha tu dữ ha. Đó, cái đó gọi là trần duyên chướng. Còn nếu mình không có gặp những cái bên ngoài đó, chẳng hạn như là mình muốn đi chùa, thật ra không ai cố tình, nhưng mà tự nhiên nó khiến đến giờ phút cuối có cái gì đó nó sanh ra, nó làm cho mình ràng buộc không đi được. Cái đó gọi là trần duyên chướng. Nhưng mà nó có một cái chướng khác, đó gọi là bệnh tật chướng. Nhức đầu, sổ mũi, chóng mặt. Mà hãy đi chùa giữ khóa tu tụng kinh là bắt đầu cái đó nó sanh. Mà thả ra là không sao hết. Bệnh tật chướng. Đâu phải là nói căn bản thôi, chứ còn chướng thì nó nhiều thứ. Chướng là gì? Là nó ngăn che mình, nó không cho mình tiến bộ. Bây giờ mình muốn đi chùa mà mình giận cái người kia, mình biết hôm nay mình tới đó mình gặp cái người đó, mình nhất định không đi, mặc dù mình không có ghét ông thầy. Mình biết là mình thích nghe pháp của thầy đó lắm, nhưng mà bữa nay có cái người đó cho nên mình không tới. Cái đó gọi là trần duyên chướng. Nếu phong hòa, nếu mà mình nói sâu một chút nữa, đó là phiền não chướng. Tại sao mình để cái phiền não nó chướng mình? Rồi trong người của chúng ta cũng tạo ra những cái điều nó làm nó ngăn cản mình, cho gọi là nghiệp chướng. Rồi bệnh tật nó vây quanh là báo chướng. Cho nên chướng cũng có 3 loại: phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Cho nên mỗi ngày quý vị tụng nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Tam chướng đó là 3 cái đó đó. Một là phiền não chướng, hai là nghiệp chướng, ba là khổ báo chướng. Hai cái câu này là mình thấy mình dính hết. Nghiệp trọng phước khinh. Chướng thâm, chướng thì dày nghe, nhưng mà huệ thiện, thiện là mỏng. Huệ là trí huệ.
Bây giờ trong Phật giáo dạy chúng ta làm sao để có trí huệ? Chúng ta phải theo ba điều: văn tư tuệ. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu là hành trì. Văn á, là mình nghe thuyết pháp, mình nghe lời Phật giảng, rồi mình suy nghĩ coi những cái đó có phải là đúng không, rồi đúng thì mình ứng dụng mình tu để phát huy trí tuệ của mình. Thí dụ như bây giờ có ai đó nói với mình: quý vị tu niệm Phật phải xoay mặt về hướng Tây niệm mới được, hướng khác niệm Phật không chính. Rồi đi đâu cũng kiếm phía Tây ngồi hết, không đúng. Hiểu như vậy là chỉ văn mà không tư, văn mà không tư, nghe mà không suy nghĩ. Rồi mình làm sai thì trí tuệ mình càng ngày nó mòn ở cái chỗ đó. Cho nên văn tư tu sinh quyết hành trì, thân miệng ý phải noi về chánh kiến. Muốn có trí tuệ thì người đệ tử Phật phải văn tư tu đầy đủ. Cho nên Phật nói với chúng ta ha: những gì tôi nói quý vị khoan tin, khoan làm. Hãy suy nghĩ cho kỹ rồi quý vị hãy làm. Tại sao? Tại có những cái nó không đúng cho mình, nó đúng cho người khác mà nó không hợp với mình. Mà nó không hợp với mình làm sao mình tu? Pháp Hòa ví dụ như là ngồi thiền, hay là mình ngồi tọa để niệm Phật. Bây giờ chân mình đau, không cần phải ngồi đất, ngồi trên ghế. Ngồi trên ghế niệm cũng được, chứ không nhất thiết phải ngồi đất. Rồi bây giờ là mình ngồi trên ghế, rồi mình giữ cái lưng cho thẳng, rồi mình niệm Phật cho chuyên là được rồi. Phải tùy sức khỏe mình tu chứ. Chứ mình giờ mình công xương mình tu, mà tu có ngày tu nó bệnh tháng rồi lấy gì tu. Ráng ngồi tu được bữa có bệnh hơn tháng, lãnh tiền già ra mua thuốc không. Văn mà không tư. Cho là chướng thâm huệ thiện. Rồi cái câu kế là gì? Nhiễm tâm dị xí. Chữ nhiễm tâm tức là cái tâm mình nó bị nhiễm ô, nó bị ô nhiễm bởi ba cái chất độc là tham sân si. Trong đó mình có cái đó. Còn dị xí nghĩa là gì? Dị xí là những cái tâm tham luyến. Nó giống như là những cái sợi dây ở trong cái ngó sen. Ở đây quý vị có từng cắt cái củ sen không? Khi mình cắt cái củ sen mình bẻ làm hai thì cái gì nó dính theo? Những cái tơ sen. Nó mỏng lắm, nhưng mà cắt nó ra thì nó dính theo như vậy đó. Cái đó, cái ngay cái chỗ đó là cái tâm tham luyến mình nằm, ví dụ như vậy. Dị xí. Nhiễm tâm dị xí. Thí dụ như bây giờ ai nói cái gì mình xả bỏ được, mình không có để trong lòng cho nó thành ra một cái khối dính chặt giống như keo. Cho nên mình phải gạn lọc cái đó. Bây giờ mình nói với Phật là: đệ tử chúng con á, nghiệp trọng phước khinh, chướng thâm huệ thiển, nhiễm tâm dị xí, tịnh đức nan thành. Tịnh đức là gì? Tịnh đức tức là cái đức hạnh thanh tịnh của con. Trong đó gồm có giới định tuệ. Tịnh đức này là nhờ có giới, có định, có tuệ mà cái muốn tu cái này nó khó thành. Chữ nan là khó. Tại sao khó? Thí dụ như bây giờ mình muốn giữ giới, bữa đó mình muốn ăn chay,
Tự nhiên ở đâu có người đi rủ đi nhậu, tự nhiên có người rủ mình đi ăn, mà mình không ăn thì mình sợ người ta giận. À, cái mình đi ăn, cái ngày hôm đó cái mình muốn tu, cái nó không xong. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái vi tế nhỏ nhỏ nữa. Mình ăn chay, tối con mình đi mua gì thức ăn mặn đem về, mời mình ăn, cái nói má ăn chay, thì thôi vậy thì đi vô phòng đi. Không, đi thẳng xuống bếp lấy cái chén, nên múc miếng để mai má ăn. Như vậy thì mình thấy là cái tu của mình á, nó chưa có sao, nó chưa có thuần. Tức là mình thấy cái mà ngon ngon đó đó, mình biết là ngày mai mình xuống núi rồi. À, thay vì mình trời ơi đâu phải một bữa nay mình ăn nó đâu, mình ăn nó mấy chục lần rồi, mấy trăm ngàn lần rồi, nhưng mà thấy ngon thì chúng ta vẫn dị xí. À, quý vị thấy cái tơ sen đó không, mỏng mỏng vậy đó mà nó khiếp đảm lắm. Thật sự ra cái đó không có tội, không có tội lỗi gì, nhưng mà để cho chúng ta quán chiếu và nhìn lại thế nào gọi là nhiễm tâm dị xí. Muốn giữ giới trọn nàng khó lắm, phải dễ đâu. Muốn đừng có ăn cắp, bởi vì trong người mình nó có cái nhân ăn cắp, nhưng mà cái duyên ăn cắp nó cứ sờ sờ trước mặt rồi không lấy uổng. Cho nên trong giới nào dạy rất rõ, mình có cái nhân ăn cắp rồi duyên ăn cắp, cho nên mới thành ra cái nghiệp ăn cắp. Mình có cái nhân tức là mình có cái tâm tham, rồi đồ đạc có ai để sẵn sờ sờ rồi cái nó tạo cái duyên cho cái lòng tham mình nó khởi. Cho nên ở nhà đó, con nít con của mình đó, mình không phải là mình không tin nó, nhưng mà mình vô tình mình tập con mình nó tham. Tiền bạc đừng có để tùm lum. Mới đầu nó lấy đồng hai đồng mình thấy không nhiều, nhưng mà nó lấy riết nó quen, bữa nào nó thiếu một hai đồng cái nó lục. Thật ra mình tin con mình chứ không phải là không, nhưng mà chính những cái nhỏ nhỏ nó không có cái tâm tham, nhưng mà nó thấy một hai đồng đâu có lớn đâu thì nó lấy. Rồi nó lấy riết cho nó quen, bữa nào nó cũng có một đồng hai đồng nó ăn kẹo ăn bánh. Rồi bữa nào nó không thấy, bắt đầu nó đi lục, đi tìm, đi xét, bắt đầu tâm bắt đầu nó nhiễm tâm dị xí. Rồi mai mốt kêu nó giữ giới nan thành, khó mà thành tựu. Rồi mình mới nói với mấy đứa nhỏ đó, thôi kệ nó đi, nít nôi biết gì mà đi chùa, để lớn nó tự đi, không dám đâu. Lớn nó có chỗ hết á. Cho nên khi nó còn nhỏ đó, mình tập tành cho nó đi chùa. Ví dụ như là mỗi tối trước khi đi ngủ, dạy cho mấy đứa nhỏ lại Phật ba lại rồi đi ngủ. Ngồi ở trên giường niệm Phật ba câu, năm câu rồi đi ngủ. Mấy đứa nhỏ phải tập như vậy cho nó thành một thói quen. Thật ra ba câu, năm câu không là gì hết, nhưng mà cứ một giọt nước nhỏ hoài, nó lớn lên nó cũng được vài chục ngàn câu. Đỡ hơn cuộc đời nó không có một câu niệm Phật. Cho nên á, cái đó là cái đạo dưỡng tài. Mình thấy cái cây mà nó phát triển tốt thì phải tìm cái chỗ chậu tốt cho nó để nó phát triển. Còn cái cây mà nó hơi heo héo thì phải liền lập tức ngâm nước tưới nó để cho nó có thể nó phát triển. Để cho cái nhiễm tâm nó bớt cái gì? Bớt nhiễm, và cái sự dị xí đó bắt đầu nó giảm xuống. Người lớn cũng vậy thôi, không có khác. Bởi vì chúng sanh là chúng sanh. Mình mà trật một chút thì nó cứ thế đó mà nó làm. Phong bà ví dụ như hồi nãy mình niệm Phật, ví dụ đi, mình niệm mà mình quên giữ cái nhịp á, cái hồi cái nó nhanh hơn cái nhịp đầu. Rồi cái vị chủ lễ muốn cho chúng ta nhịp chậm lại thì vị chủ lễ bắt đầu mới lấy cái mỏ niệm lớn lên, thỉnh lớn lên để giảm tốc độ chúng ta lại.
Ngay cả tụng kinh cũng vậy, tụng một hồi là ao 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 mình để tụng, rồi mạnh ai nấy tụng, lát chật chữ chật câu hết trơn, rồi người này khiều tới đâu rồi, người nó không có biết đâu. Không, thành thử ra tụng kinh là giữ nhịp điều. Mình ví dụ như vậy đó, gọi là nhiễm tâm dĩ xí tịnh đức nan thành. Ở cõi này mà mình muốn tu á, có giới có định nó khó lắm. Đạo Phật Hòa mới nói một ha, bây giờ tới định nè. Định là gì? Là thiền định. Nói tâm tôi lộn xộn quá, tôi lên chùa tôi ngồi tôi học thiền, tôi ngồi thiền mới ngồi được có mấy phút, hí có mấy giờ. Nói trời ơi lâu quá không đi chùa, để bữa nay đi chùa tụng thời kinh, mới vừa ngồi xuống cái tụng được mấy cái dở lên tôi còn mấy trang. Tức là mình biết là cái định của mình á, cái chữ định đây là cái sự vắng lặng, không phải dễ. Ngay cả niệm Phật, cầm sau chuỗi niệm Phật á, nhưng mà con cái hay ai mới vừa về là bắt đầu mình phóng rồi đó. Hâm đồ ăn nha con, rồi bắt đầu niệm. Niệm xong lát nó đi ngang, nó sao con để ớt con. Cái tay thì lầm chuỗi niệm Phật, nhưng mà nhắc nhở mấy đứa nhỏ nó ăn cho đúng. Đó là cái định của mình nó khó. Cho nên tại sao mình phải tìm một cái môi trường, một cái chỗ nào cho mình dễ. Nóng quá cũng khó định, lạnh quá cũng khó định, đói quá cũng khó định, no quá cũng khó định, buồn ngủ quá cũng khó định, đúng không? Đi làm về mà chưa ăn cái gì, bắt vô đây ngồi từ 7 giờ là bắt đầu nhập định rồi đó. Hai mắt nó nhíu lại rồi đó. Nhập định. Cho nên cái giới, cái định, cái tuệ nan thành. Trời ơi, mình cũng muốn tin theo chơn, theo chánh lắm chứ, mà người ta cứ biểu mình đi theo cái đường không đúng. Cho nên tịnh đức nan thành. Mình nói với Phật, con là người nghiệp trọng phước khinh chướng thâm huệ thiển, tịnh đức nan thành. Bây giờ con phải làm gì? Kim ư Phật tiền. Tức là bây giờ con ngay trước bàn Phật. Thấy không? Ngay trước bàn Phật là kim là nay. Kim ư là ngay cái thời điểm này, trước mặt của Phật, gọi là Phật tiền. Kiều cầu ngũ thể. Kiều cầu là ngũ thể là gì? Chữ kiều cầu là dập đầu sát đất. Ngũ thể là năm cái bộ phận trong cơ thể của mình, gồm có cái đầu của mình là cái trán là một nè, hai cái chỏ mình là ba nè, hai cái đầu gối mình là năm, gọi là ngũ thể đầu địa, lạy sát xuống. Cho nên khi mình lạy Phật á, đứng cho ngay ngắn rồi á, mười ngón tay để ngay đây, phải để ngay cái chấn thủy của mình chứ không có lên trên này. Mai mốt lên Cực Lạc Tây Phương mà đứng dày mỏi lắm. Thấy không? Chắp tay là mình chắp cho ngay đây. Quý vị thấy không? Chắp ngay đây. Mười ngón tay mình chắp cho ngay là, và cũng không có làm dày, cũng không đưa vô mũi. Thấy không? Mình để ngay đây. Và khi mình lễ là mình đưa cái lễ lên trên trán, xong mình đi ngang xuống miệng rồi mình thả xuống. Thấy không? Cái tâm thanh tịnh lễ Phật của con nè, đưa lên đầu là ý thanh tịnh, đưa ngang miệng là khẩu thanh tịnh, hạ xuống đất là toàn thân thanh tịnh. Một cái lễ Phật mà thân, khẩu, ý thanh tịnh. Còn bây giờ mình muốn đến cái chỗ cao thượng thành Phật thì phải biết khiêm cung hạ mình. Cho nên mình đưa lên trên là cầu chỗ cao tột, đồng thời hạ xuống. Muốn tới cái chỗ cao thì trước hết phải hạ. Cho nên mình muốn làm bệ hạ thì mình phải hạ mình. Lạng quạng là ta hạ bệ. Kiều cầu ngũ thể. Năm dốc mình lại xuống. Phi lịch. Phi lịch nhất tâm. Tức là bây giờ con xin một lòng phơi trải cái tâm của con ra, tẩy rửa, mở toang ra, gọi là phi lịch. Cho nên lại Phật xuống tới đất rồi là hai tay xòe ra. Hai cái bàn tay mình xòe ra là tượng trưng cho phi lịch. Phơi trải tim gan ra. Con xin mở lòng ra.
để con đón nhận cái giáo pháp, cái năng lượng của Phật, cũng như con xin mở lòng ra với tất cả mọi người. Cho nên lại hạ mở hai tay ra, mở một cách nhẹ nhàng thôi, chứ không phải xuống cái xòe ra một giày rồi lại ra một giày, nó không cần. Cứ nhẹ nhàng lại xuống, phi lịch nhất tâm, một lòng con phơi chảy tâm con ra, đầu thành sám hối, tức là gieo cả tấm lòng của con xin sám hối. Quý vị theo kịp không? Không kịp ráng chịu cho biết làm sao. Rồi bây giờ mình nói tiếp. Giai đoạn đầu là mình lễ Phật rồi ha, mình xin phát tâm niệm Phật vì pháp giới chúng sanh. Kế đến cái đoạn đó là mình nói những cái nghiệp chướng mà chúng ta đang gặp phải. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình nói với Phật là bây giờ tất cả con xin phơi trải tâm thành của con ra sám hối. Bây giờ mình nói tiếp. Ngã cập chúng sanh, con và chúng sanh. Chữ ngã này là tượng trưng cho mình. Khi mình nói ngôn từ, mình nói chuyện thì mình kêu ngọ, nhưng khi đi vô chữ nghĩa thì gọi là ngã. Giống như người Quảng ta nói nị ngọ đó, ngọ ái nị, nị ái ngọ đó. Chữ ngọ là khi văn nói, khi đi vào chữ thì đọc là ngã. Ngã cặp chúng sanh, tức là con và chúng sanh. Khoáng kiếp chí kim, tức là từ bao nhiêu kiếp đến nay, chứ không phải có một kiếp à. Cho nên đời này á, tu dữ lắm mà sao nghiệp quá trời. Rồi mình cũng than, mình nói trời, tôi nghĩ lại từ nhỏ tới lớn tôi đâu có hại ai đâu, mà sao tôi gặp toàn là cái chuyện gì đâu không à. Thì phải nhớ cái câu này: khoáng kiếp chí kim. Mình có làm lành là chỉ mới đời này thôi, còn vô lượng số kiếp về trước mình tạo không biết bao nhiêu mà nói. Cái câu kế đó: khoáng kiếp chí kim, mê bổn tịnh tâm. Mê bổn tịnh tâm. Cái tâm của mình á, nó vốn là tịnh, nhưng mà mình không có biết, cho nên mình mới để cái tham, cái sân, cái si, gọi là túng tham sân si, nhiễm ô tam nghiệp. Nó làm cho cái thân miệng ý mình nó bị nhiễm ô. Bây giờ đại chúng để ý cái câu bổn tâm mê. Mình mê lầm, cho nên mình sám hối tam nghiệp. Tam nghiệp đó là nghiệp chướng của mình, nhiễm ô tam nghiệp vô lượng vô biên. Vô lượng vô biên là sao? Không có lường được, không có đếm được, và không có ngần mé. Không có ngần mé thì kêu là không có vô biên. Bây giờ vô lượng vô biên nó có 5 cách. Thứ nhất, ước về tâm thì một niệm trần lao thì đã có 8.000, 8.000 phiền não rồi. Cho nên một cái tâm này mà bây giờ Pháp Hòa ví dụ thôi. Thí dụ như bữa nào mình về tới nhà mình bực bội một cái gì đó, ở trong hãng, ở trong tiệm chứ không phải nhà, nhưng mà một niệm sân mình khởi lên từ ở hãng mình kéo dài về tới trong nhà đó, đâu phải con mình gánh đâu. Bao nhiêu người nữa? Những người xung quanh mình đó. Rồi chưa nói là mình tức tối, mình không có chánh niệm, mình lôi cả bà con quyến thuộc của bên vợ hoặc bên chồng ra mình giũa thêm một chặp. Cái đó ước về tâm thì cũng thuộc về vô lượng. Cho nên một tâm sân mà khởi thì vô lượng vô biên, nó sanh ra nhiều cái phiền não.
Mà đại chúng để ý, thí dụ mình tức ai một cái gì, không phải tức ngay giây phút đó đâu, rồi mình nhớ luôn ngày trước, tháng trước người đó làm gì, mình lôi ra mình nhập một, tức là mình cộng một ha. Rồi cái mai chiều mốt nọ mình dân cái mình lôi hết từ A cộng thêm cái hôm qua nữa, cái cộng thêm chập. Cho nên nói về tâm thì thôi, cứ như thế mà nó chồng lên. Còn mà nếu về cảnh thì một cái chỗ mình tạo nghiệp thì nhiều chỗ nó bị ảnh hưởng. Quý vị thấy ví dụ như là 2001 nước Mỹ bị khủng bố, rồi cái ảnh hưởng cả thế giới chứ đâu phải chỉ nước Mỹ chịu, coi là vô lượng vô biên. Mà quý vị thấy từ hồi 2001 tới giờ chúng ta cũng sao te tu tơi tả dài cho tới cái đó, có phải là vô lượng vô biên không? Một cái tâm phiền não sân si của cái người mà muốn khủng bố, nó làm cho cái cảnh cũng vô lượng vô biên khổ theo. Cho nên tâm thì cũng khởi vô lượng vô biên khổ, cảnh cũng vô lượng vô biên khổ. Bây giờ tới sự, một cái nghiệp mà nếu nó thành tội không ngần mé thì huống hồ là các tội. Một cái tội mà nó đã phạm thì nó vô lượng vô biên, huống chi các tội. Cho nên đó là lý do tại sao thời xưa Phật không cho uống rượu. Cái thời của Phật, cư sĩ tại gia giữ có bốn giới: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, không có dư uống rượu. Mãi đến khi có một cái ông đó, ông uống rượu. Uống rượu rồi các ông đi tới, đi lui, đi xuôi, đi ngược. Các ông thấy có con gà đó, nó đi cái bộ cô đơn quá. Ông bắt cái con gà đó là phạm tội gì? Ăn cắp, cắt cổ con gà, sát sanh. Rồi cô chủ nó đi kiếm nó, cái ổng cũng chụp luôn, là gì? Tà hạnh. Rồi đưa lên quan thì phạm tội nói, nói dối. Cho nên Đức Phật nói một cái giới uống rượu mà bốn cái giới kia nó phạm. Cho nên Đức Phật nói á, rượu là nhân gây ra các tội. Rượu sanh 36 cái lỗi lành, dễ sợ không? Uống có một cốc thôi và 36 lỗi. Cho nên trong kinh sách thường dùng cái từ đó, ẩm tử tam thập lục quá. Uống rượu có 36 lỗi. Hồi đó có cái bài thơ: uống rượu vô rồi sai loạn tánh cuồng tâm, thốt ra lời lắm nhiều chuyện sai lầm, thằng rể kêu ông cha vợ bằng mi, còn nhạc mẫu con quỷ già thèo lẻo. Ở đó có câu vậy đó. Tại vì ông già vợ tới nó nói mày sai mày đi ngủ, nó ta sai, mi sai chứ ta nào có sai. Rồi bà vợ bà đi qua, bà má vợ bà qua bà mét cô vợ, bà nói mày đi qua mày kiếm thằng chồng mày về cho nó quậy nó phá tùm lum kìa. Bà vợ đi qua cằn nhằn ông chồng, nói ai nói với bà, nói má nói chứ ai, trời ơi thèo lẻo dữ ha. Rượu vô rồi sai loạn tánh cuồng tâm, thốt ra lời lắm nhiều chuyện sai lầm, thằng rể kêu ông cha vợ bằng mí, còn nhạc mẫu con quỷ già thèo lẻo. Thì ta nói khi mình sai mình mới biết mình yêu ai, đúng không? Khi mình bệnh mới biết ai yêu mình. Tại vì khi mình sai rồi là cái người trong mộng của mình sẽ nói ra đó. Ước về thời thì một đời tạo nghiệp cũng vô lượng, thì huống chi vô lượng kiếp. Ước về người thì một người tạo nghiệp đã vô lượng, thì huống chi nhiều chúng sanh. Cho nên chữ vô lượng vô biên có 5 cái trường hợp: về tâm, về cảnh, về sự, về thời, về người. Mê bổn tịnh tâm, túng tham sân si, nhiễm ô tam nghiệp, vô lượng vô biên, sở tác tội công. Chữ sở tác là gì? Sở tác là những cái việc làm
đã làm, đang làm. Nó chứa đựng những cái cấu bẩn, cái dơ, chữ cấu là dơ. Lời nào, việc nào cũng chứa những cái tội cấu trong đó, vô lượng, vô biên. Hôm nay con xin nguyện dứt hết, gọi là nguyện tất tiêu diệt. Rồi bây giờ bắt đầu mình phát nguyện với Phật nha. Tùng ư kim nhật, tức là bắt đầu từ hôm nay. Từ nay trở đi, gọi là tùng ư kim nhật. Hồi đó bà nhớ mấy cái chú mà ghiền thuốc á, thế người ta biểu đừng hút thuốc nữa, cái mấy ổng giả bộ. Mấy ông nói vậy nè: tôi xin hứa từ đây trở đi không hút nữa. Từ cái lỗ mũi trở lên không hút. Vì vậy thì có hút nữa không? Hút nữa. Bởi vì hút thuốc thì ở cái miệng. Nhưng mà mấy ổng muốn đánh lừa mình, cho nên tôi xin hứa từ đây trở lên không hút nữa. Cho bây giờ là tùng ư kim nhật, tức là bắt đầu từ nay trở đi, trở về sau. Lập thâm thệ nguyện, lập cái nguyện cho sâu dày, lập cái nguyện cho sâu. Thưa đại chúng, mình tu mình không có nguyện tu cũng được, tu không tới. Rồi quý vị có thể nói là thôi thôi không có dám nguyện đâu, nguyện rồi không làm có tội. Nhưng mà không nguyện là không bao giờ làm. Cho nên tại sao phải quy y? Có nhiều vị nói tôi còn tham lắm, tôi không dám quy y đâu. Tôi còn sân lắm, tôi cũng không dám quy y đâu. Có nhiều còn nói thôi tôi còn quỷ lắm, tôi không dám quy y đâu. Thấy không? Không có quy y là mình không có làm gì được hết á. Cho nên quy y để làm chi? Quy là gì? Quy là trở về, y là nương tựa. Quy y nghĩa là chúng ta trở về, chúng ta nương tựa. Người đời á, nương tựa vợ chồng, anh em, cha mẹ. Người Phật tử thì phải trở về nương tựa Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Phật là bậc thầy giác ngộ, Pháp là lời dạy của Phật, Tăng là những bậc tu hành. Có gì đâu khó mà không dám quy y. Mình có quy y rồi, cái tự nhiên mình thúc liễm mình trở lại. Mình đưa con người mình trở về cái con đường đi. Thí dụ thỉnh thoảng mình lệch ra, nhưng mà lát mình giật mình trở lại. Còn không quy y là mình cứ theo cái ngã rẽ đó mình đi à. Cho nên phải quy y. Quy y để trở về, để làm Phật tử. Còn không là làm tục tử. Phật tử là, mình nói nghĩa thông thường là con của Phật. Còn mình nói nghĩa sâu á, là mình nhận mình có khả năng thành Phật. Cái chữ Phật tử hai nghĩa nha. Nghĩa cạn á, tôi là Phật tử, tức là tôi là người đi chùa làm Phật tử. Nhưng mà cái nghĩa lý và sâu sắc của chữ Phật tử là gì? Là người có chủng tử làm Phật, có khả năng làm Phật, chứ gọi là Phật tử. Cho nên mình tu phải lập nguyện. Thí dụ bây giờ á, mình nguyện cái thân đi. Con nguyện bớt sát sanh, bớt trộm cắp, không tà hạnh. Chứ không có bớt tà hạnh nha. Rồi bây giờ cái miệng của con á, ngày xưa con hay chửi bới người ta, giờ con bớt. Con hay mắng rủa người ta, con hay nói xóc người ta, con bớt. Mình không có nguyện mình không có làm được. Phải nguyện. Ngay cái ăn chay đơn giản nhất mà không nguyện cũng không bao giờ ăn. Nó thôi tôi không dám nguyện đâu, nguyện không ăn có tội. Cho nên rốt cuộc cả đời không bao giờ ăn chay. Có nhiều khi nguyện á, con nguyện ăn một ngày mùng 1 Tết, nhưng mà chịu không nổi, chờ 12 giờ khuya bắt đầu sang ngày rằm phát nguyện ăn chay. Nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. Qua 12 giờ rồi.
lập thâm thệ nguyện, viễn ly ác pháp, khi mà mình nói á, mình viễn ly ác pháp đó, nó tương đồng với cái câu là phiền não vô biên hệ nguyện đoạn. Thệ bất cánh tạo, tức là nguyện không làm nữa, không có làm trở lại gọi là cánh tạo. Mình nguyện không có làm nữa, cần tu thánh đạo. Bốn câu ha: lập thâm thệ nguyện, viễn ly ác pháp. Chữ viễn là vĩnh viễn, chữ ly là xa lìa. Vĩnh viễn xa lìa các cái ác pháp. Thề bất cánh tạo, không có tiếp tục làm nữa. Khi mà mình nguyện mình không có làm nữa, tức là chúng rồi mình tu thánh đạo là pháp môn vô lượng thệ nguyện học đó. Còn cái câu là thệ độ chúng sanh là mình độ vô biên chúng sanh. Cần tu thánh đạo, thề bất thối đọa. Thối là lui, thấy không? Đọa là rơi rớt. Con nguyện tu là mỗi ngày mỗi tiếng, chứ không có lui sụt. Cho nên tại sao mình tụng kinh mình thỉnh mở? Có nhiều người nói trời ơi, trong chùa tụng kinh nghe nhức đầu, cứ mở thỉnh ôm sầm. Cái tiếng mở mà đều đều vậy là tượng trưng cho tinh tấn liên tục, chứ không phải không có phải nguyên do. Ta có cái ý hết á. Cho nên mình không có văn, không có tư, lấy gì mình tu, không hiểu gì hết. Bây giờ có nhiều người nói vậy nè, nói tu á, biết một câu Nam Mô Di Đà Phật được rồi, không có cần biết gì nữa hết á. Chưa đủ. Nam Mô Di Đà Phật là pháp tu, nhưng mà giáo pháp là phải học. Không học làm sao mà biết mà mình tu cho nó đúng, phải không? Cho nên là tùng ư kim nhật, lập thâm thệ nguyện, viễn ly ác pháp, thề bất cánh tạo, cần tu thánh đạo. Chữ cần này là chuyên cần. Thánh đạo á, thì nó đối lại với ác pháp. Thấy chữ ác pháp không? Ác pháp là những cái pháp xấu. Còn thánh đạo là những cái đạo mà đưa cho chúng ta từ hiền lên thánh. Hiền á, là chúng ta đang tập làm thánh, cho nên gọi là hiền. Trọn vẹn con đường mình thì gọi là thánh, cho nên là hiền thánh. Hiền là mình mong mỏi, mình muốn đi lên. Thánh là mình đã thành. Thí dụ như có cái câu này nè: cũng thời tiếng nói thốt ra của chư Phật Thánh Diệu Hòa biết bao, là câu thuyết pháp thanh tao đưa người diễn khổ sống sao lên bờ. Ôi lời nói quý không ngờ, đương phàm hóa thánh một giờ đổi thay. Đó, đó là thánh tạo đó. Cần tu thánh tạo. Cho nên ở trong chùa mình dùng cái mỏ tụng kinh là tượng trưng cho siêng năng, cần mẫn, tinh tấn đi lên, không có lùi sụp. Lần chuỗi á, lần từng hột lên vậy nè, thấy không? Đi lên mà không có lùi. Cần tu thánh tạo. Thề bất thối đọa, thệ thành chánh giác, thề độ chúng sanh. Thệ thành chánh giác là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thệ độ chúng sanh là pháp chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Viễn ly ác pháp là gì? Phiền não vô tận thệ nguyện độ. Còn cần tu thánh tạo là pháp môn vô lượng thệ nguyện. Đó, mấy câu đó là nói lên bốn cái ước nguyện lớn của người Phật tử. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, thệ thành chánh giác, thệ độ chúng sanh.
A Di Đà Phật dĩ từ bi nguyện lực, xin Phật A Di Đà hãy lấy cái từ bi, cái lực của từ bi và cái lực của thệ nguyện chứng biết cho con, thương tưởng đến con, gia hộ cho con. À, cái câu đó là dĩ từ bi nguyện lực, đương chứng tri ngã, đương ai mẫn ngã, đương gia bị ngã. Cái câu này hay quá. Xin Phật, vì có lòng từ bi cho nên Phật mới phát nguyện. Đã là phát nguyện thì sẽ soi thấu tới mình. Mà đã soi thấu tới mình rồi là sẽ thương mình. Mà đã thương mình thì sẽ nâng đỡ cho mình. Quý vị thấy rõ chỗ đó không? Bây giờ Pháp Hòa nói mình là mẹ nha. Vì người mẹ có tình thương cho con, gọi là có từ bi, cho nên người mẹ sẽ nguyện làm tất cả những gì cho con. Vì thương con và nguyện giúp cho con, cho nên người mẹ luôn luôn hỏi thăm con để biết con mình đang như thế nào, gọi là trứng tri ngã. Hiểu quá con rồi, bây giờ sanh lòng càng thương con hơn nữa, gọi là ai mẫn. Và từ đó người mẹ luôn luôn nâng đỡ cho con. Gia bị Phật thương mình như vậy, cũng giống như mình thương con mình như vậy. Bây giờ đại chúng thương con mình như thế nào thì mình sẽ hiểu Phật thương mình như vậy. Mà người có tình thương rồi là bất từ bi nguyện, không có vì một cái sự khó khăn mà mình lui sụp. Thưa đại chúng, Pháp Hòa ví dụ thôi, không phải Pháp Hòa khoe, nhưng mà ví dụ nhỏ để đại chúng thấy. Ngày hôm qua về tới đây là Pháp Hòa mệt dữ dội lắm, người trúng gió cả tuần lễ nay rồi mà chưa có dịp để mình uống thuốc chữa bệnh. Thì đến chiều lại thì đi thăm một vài chùa thì Pháp Hòa hết sức. Chiều lại thì cái chỗ hẹn cuối cùng là tu viện Phật Đăng, mà sư cô trụ trì mời nó thôi chiều mời thầy Lợi ăn cơm chiều, nghe khoái quá. Tới hồi mình tới chùa là nguyên chùa Phật tử đứng chờ. Trời ơi, đứng rồi hai hàng rồi chắp tay rồi long trọng lắm. Mời thầy đi vô lễ Phật xong rồi sẵn con có bày bàn sẵn cho thầy giảng. Nên muốn ăn bữa dỗ đâu phải chuyện thường, phải không? Rồi quý vị biết không, rồi cái là bây giờ mình sao? Đứng ở ngã ba rồi. Thôi thì bây giờ phải quẹo lên cái bàn đó, bắt đầu nói chuyện. Nhưng mà khi mà lên ngồi đó rồi á, là bao nhiêu cái bệnh hoạn gì hồi nãy giờ nó quên hết trơn. Cũng như hồi sáng này, quý vị thấy là còn bảo lạnh mà lên đó. Thì nói như vậy là vì sao? Để ví dụ một cái trường hợp, lấy từ bi nguyện lực chứng biết rằng đại chúng hôm nay vân tập vì mình đến đây, mình nói Phật pháp cho nên ta đến, và thương đại chúng có những người từ ở Cali đến, có những người hiện giờ trong pháp hội đây, có những vị từ ở Cali và những cái tiểu bang khác đến. Cho nên cái chỗ này gọi là chứng tri, tức là biết. Vì biết như vậy cho nên sao? Nó lướt được hết các cái bệnh hoạn. Để làm gì? Để ra đây cùng với đại chúng. Cho nên một cái tình thương mà nó có rồi á, là chúng ta làm được hết. Cho nên tại sao trong nhà Phật á, luôn luôn á, có cái chuông với cái trống. Hồi nãy quý vị bước vô đây có thấy trống chuông không? Cái trống là tượng trưng cho trí tuệ, cái chuông là tượng trưng cho từ bi. Tại sao mỗi một lần lễ lớn phải thỉnh chuông thỉnh trống lên cho ôm dồn vậy? Thỉnh chuông thỉnh trống trong những ngày đại lễ mà chúng ta thường gọi là chuông trống bát nhã,
có nghĩa là thỉnh tiếng chuông của từ bi, tiếng trống của trí tuệ là hai cái căn bản của nhà Phật để đánh động từng tâm thức của mỗi hành giả đến dự lễ. Cho nên mình nghe tiếng chuông, lòng mình nó phấn khởi, nó hân hoan, nó có một cái cảm xúc khó tả. Đó là chuông từ bi trong trí tuệ, chứ không phải là bình thường. À, còn cái chuông mình tụng kinh á, lâu lâu mình thỉnh bon, chuông tỉnh thức, mỏ tinh tấn. Cho nên trên cái mỏ khắc hình con cá, không khắc hình con khác mà khắc hình con cá, bởi vì con cá ngủ cũng không nhắm mắt, tượng trưng cho người tu lúc nào cũng tỉnh sáng, không có mê. Trên cái mỏ để hình con cá, gọi là mộc ngư, tiếng Hán gọi là mộc ngư. Mộc ngư là cá gỗ, mà con cá gỗ đó là tượng trưng cho người tu luôn luôn sáng mắt, tỉnh tâm. Dĩ từ bi nguyện lực, đương chứng tri ngã, đương ai mẫn ngã, đương gia bị ngã. Chữ đương này là nên. Xin Phật hãy lấy cái lực của từ bi và nguyện. Quý vị thấy không? Đức Di Đà đứng giữa, Đức Quan Âm bên, Đức Thế Chí bên. Đức Quan Âm là từ bi, Đức Thế Chí là hùng lực. Mình muốn tu là phải có cái đó, nó mới có thể trở về được cái chỗ mình muốn tới, muốn thành tựu được sự việc. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát thấy không? Đầu thì cạo, đắp y của người xuất gia, tay cầm tích trượng, tay cầm minh châu. Người muốn tới được cái chỗ giải thoát bằng hình tướng của cạo đầu mặc áo là tượng trưng cho sự giải thoát, thì nguyện lực phải kiên cố là cầm tích trượng, trí tuệ phải sáng suốt cho nên cầm minh châu. Người có trí tuệ, có nguyện lực rồi thì người đó giải thoát. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng tay cầm tích trượng, tay cầm minh châu. Mà sao Địa Tạng Bồ Tát lại là cái người cạo đầu mặc áo như người tu, còn các Bồ Tát kia, Bồ Tát nào cũng có tóc ở chỗ đó đó. Bồ Tát nào cũng là Bồ Tát nhập thế, đặc biệt Bồ Tát Địa Tạng là tượng trưng cho xuất thế. Một người muốn đưa mình đến cái chỗ ý niệm của giải thoát. Bây giờ đại chúng thấy mình tu khó à vậy? Khó là tại vì mình muốn tu mà người ta cứ nói rỉ rả bên tai mình hoài, tu không được. Mai cái người ta tin tin này, người ta báo mình biết, mốt ta báo mình tin, mốt báo tin mà không có tin nào tin tấn hết đó. Toàn tin gì đâu không mà làm cho mình lui sụp, phải không? Cho nên mình không cẩn thận cái thói đọa. Cho nên bạn mình á, thiện tri thức á, là phải thương mình, phải lấy cái nguyện, cái lực chứng biết cho mình. Mình biết người nào còn yếu kém á, đừng có nói tùm lum tà la, người ta nghe người ta thối tâm. Mình phải chứng chi cái người bạn của mình, phải thương bạn của mình. Bạn tôi tu dở lắm, tôi còn yếu lắm, cho nên những chuyện gì không lành mạnh tôi không kể. Biết ta sợ ma mà cứ nhắc ma ta không, ta tu sao nổi. Cẩn thận. Cho nên gọi là thiện tri thức. Quý vị có nghe từ thiện tri thức không? Tri là biết mình, thức là hiểu mình. Người biết mình mà hiểu mình cho nên gọi là tri thức. Mà người đó biết mình, hiểu mình, dẫn cho mình đi trên con đường tốt lành gọi là thiện tri thức. Còn biết mình, hiểu mình mà làm cho mình lui sụp thì gọi là ác tri thức. Thí dụ Pháp Hòa nói, tôi biết cái thằng Năm, biết nó đó, tôi hiểu nó luôn á, nó nóng lắm. Cho nên đừng lo, tôi nói một câu cái nó nổi lên. Cái đó là tri thức, mà chọc người ta giận là ác tri thức. Bây giờ tôi biết nó tánh cái anh nó nóng lắm, tôi biết mà tôi hiểu anh rất nhiều, cho nên tôi nói gì tôi cẩn thận, tôi dè dặt lắm, tôi nói bậy bạ để anh nghe anh tức tối lên. Đó, đó là thiện tri thức. Cho nên Phật cũng thế, Phật biết mình hết.
Phật là người có nguyện lực sâu, cho nên Phật là người chứng biết cho mình rất nhiều. Mà quý vị thấy Phật thương mình lắm. Bây giờ mình tu mình than với Phật, nói Phật ơi con nhiều giới quá, con tu không xong. Phật hỏi một giới giữ được không con? Nói dạ được. Tưởng gì chứ một giới là được rồi. Phật nói giữ cái giới ý đi con, tại vì tất cả những cái giới khác cũng từ cái ý con khởi, đúng không? Tham cũng từ ý mà khởi, sân cũng từ ý khởi. Thấy đồ người ta để mình muốn chà đồ nhôm, muốn mà mới chà chứ. Cho nên Phật tâm lý giữ một giới, cần nhất giới. Rồi bây giờ mình than với Phật, nói Phật ơi năm giới con giữ không nổi. Phật nói một giới giữ được không? Sát sanh giữ được không con? Dạ được. Trộm cắp giữ được không con? Dạ được. Giữ hai giới kêu là gì? À, thiểu phần u bà tắc. Bữa nào nhảy lên được giới nữa, ba giới, Phật nói bán phần u bà tắc. Giữ được bốn giới Phật gọi là đa phần u bà tắc. Giữ trọn được năm giới Phật gọi toàn phần u bà tắc. Cho nên đừng có lo giới nhiều mà không thọ. Không lẽ năm giới quý vị giữ không nổi hai giới? Cho nên cứ thọ giới mà tu. Không có thọ giới là không cách nào mình đi lên được. Phải quy y, phải thọ giới. Bây giờ đại chúng nghĩ đi, năm giới mà mình không tu đó, thì làm sao mình thăng tiến? Cho nên hào quang của Phật có mấy màu? Lá cờ treo trước chùa mấy màu? Đó, năm màu đó tượng trưng cho năm giới đó. Mà nếu toàn thế giới này gọi là năm châu đều giữ được năm giới thì có phải là hòa bình không? Đó, cho nên cờ Phật giáo treo phất phơ. Năm cái màu đó là tượng trưng cho năm giới, năm màu đó tượng trưng cho năm châu. Năm màu giới đó tượng trưng cho năm căn và năm lực. Phật có năm hào quang. Cho nên thấy cờ Phật giáo hoài đó mà chưa biết ý nghĩa cờ Phật giáo. Thôi mình hết giờ rồi. Mai sáng 10 giờ hả thưa thầy? Mai 10 giờ mình học tiếp. Tại vì là Phật, kính thưa đại chúng, tối hôm nay đại chúng đông đủ và chúng ta cùng giờ làm lễ dâng đèn cho Phật ha, rồi tụng kinh cầu nguyện. Ở đây có một số những cái băng giảng đó, CD, những cái bài giảng pháp hòa ở các nơi, quý vị Phật tử thu và đã làm thành dĩa, chút xíu nữa làm quà tặng cho quý vị để quý vị nhận cho vui. Và trước khi chúng ta ra về, xin đại chúng cùng chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô